Em tên là Nguyễn Văn Hải, năm nay 28 tuổi, hiện là em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông? Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn? Đúng rồi ạ. À. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Dạ, rồi, cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường ạ, em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Quỳnh Linh. Em tên là Diệu ạ. Diệu, 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai? Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ê sắc ế? Có thể là em hay xét nét, rồi với lại em hay để ý để em moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi chi vậy? Sao bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gây gai go go rồi. Hơi gây go go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè, họ đồng trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không? Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết thôi, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính mình, chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đôi con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Trời đất ơi, cái vụ này lạ nữa à. Bên đó bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ, bữa nay sao mình gặp hơi toàn là... Mà nghe này lạ thì bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đô. Bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn về rồi. Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 70-80% anh ạ. 70-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À, quá tốt. Mình ha. Có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và cũng... Nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất là nhiều chị em rất là xinh. Nhưng mà do đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi. Thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. Không rồi, không đụng chạm gì được hết hả? Hàng của mình có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường, em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi mình lát mở màn lên, mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Thì chắc là đá nông nheo gái chị ạ. Đá nông nheo đâu đá sao đá coi thử coi sao. Dạ, chị. Đâu đá đi thôi, đá một cái vậy thôi hả? Vâng. Đá nhiều cái đá sao hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy nè. Đó chắc cũng hy vọng như vậy chị ạ. À, nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lòng nhau thôi ha. Dạ. Những cái vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét hay bắt lỗi người khác nữa, thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc cũng bắt lỗi em rất ít đấy luôn. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em lòn lách lỗi cái nơi bắt lỗi. À, đây là mình lòn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết vậy ạ. À, có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi nhậu hoặc đi hát karaoke hoặc đi đâu đó uống cà phê đấy, tập sáu mấy anh em ngồi chơi với nhau, tâm sự với nhau, đừng có tâm sự với các chị em phụ nữ là được rồi. Đúng rồi, không cho biết vậy thôi, đi nhậu biết gằn nhằn mệt lắm. Đúng rồi. Có chung thủy không? Dạ có, em thì xác định giờ này. Mấy vợ mấy bồ? Một bồ thì không có biết, nhưng mà một vợ thôi. À, mấy con? Dạ không, chắc cũng đến hai con. Hai con ha, một vợ hai con, không có lăng nhăng nha. Dạ. Anh cũng dễ thương lắm em, nhưng mà em bớt xuống đi nha. Hello. Chào anh. Cái gì anh thấy cũng được chứ, trầm tính thẳng thắn thực tình, nhưng mà cái ý mà gọi là hay soi mói tật xấu người khác á, anh thấy cái này nó hơi kỳ kỳ á. Mình bỏ bớt đi. Hả? Bởi vì ai cũng có cái xấu chứ, bạn nói thẳng quá đó, nhiều khi mình cũng góp ý mê mé thôi, được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi, tôi nghĩ như đó được rồi. Không, đó những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó, mình nhẹ nhàng dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau, kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình, nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu.
chào anh. Em ừ. Em có điều gì hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý luồn lách là tức là trong công việc thế nào, ít khi đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi thì mình đi chơi về khuya xíu mà vợ cằn nhằn ấy, nói anh còn Linh nói cằn nhằn. Đúng rồi, cái đó là đúng chính xác, anh công nhận điều đó. Sao em có hỏi, muốn hỏi điều gì anh không? Sao anh không hỏi em? Thì em... anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Ừ, em mong muốn người như thế nào? Như anh được không hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi, ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những cái điểm yếu của mình. Đấy, ý mình là trong lòng mình nói là như vậy chứ không phải là mình không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu. Đấy, cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người như thế, thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi là truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là kiềm đạm, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi gì. Cảm thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Anh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? Chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. Không có nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy. Chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà... Chứ là chưa rung động con tim của mình. Dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi. Chứ cũng không ai là do em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thực sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này không kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mình mà từng nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy. Có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.